Hòa Minzy bỏ ra hơn 200 triệu đồng để làm một việc ý nghĩa dịp sinh nhật, nhận bão lời khen từ netizen. Đây không phải là lần đầu tiên Hòa Minzy có hành động ý nghĩa này. Thời gian qua trong kỳ SEA Games 32, Hòa Minzy gây sốt truyền thông quốc tế bởi biểu cảm có 102 khi đứng trên khán đài cổ vũ đội nhà. Hình ảnh nữ ca sĩ đội mũ cối, mang áo cờ đỏ sao vàng cùng hành động trợn mắt, liếc ngang, ngó dọc đáng yêu bất ngờ được cổ động viên quốc tế ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội và thu về hơn 20 triệu lượt xem trong khoảng thời gian ngắn. Đến mới đây, Hòa Minzy tiếp tục nhận được sự quan tâm, cô tiết lộ còn vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật mình. Sát với dịp quốc tế thiếu nhi 1/6 nên muốn làm một việc thật ý nghĩa. Nữ ca sĩ cho biết đã liên hệ với Bệnh viện Tim Hà Nội để xin được hỗ trợ kinh phí phẫu thuật cho 6 em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh, có gia đình hoàn cảnh khó khăn. Hiện tại, Hòa Minzy đã hỗ trợ 100% cho 6 bé, gồm 2 bé ở Quảng Trị, 1 bé ở Phú Thọ, 1 bé ở Nghệ An, 1 bé ở Hải Dương và 1 phần kinh phí cho bé ở Bắc Giang. Tổng số tiền cô quyên góp cho Bệnh viện Tim Hà Nội là 214 triệu đồng. Xin được mang lại hy vọng tốt đẹp hơn cho các con và gia đình. Cô Hòa chúc các con sớm khỏi bệnh, một đời ăn yêu và khỏe mạnh, Hòa Minzy viết. Từ trước đến nay, trong các chuyến đi thiện nguyện, Hòa Minzy đều tự bỏ tiền túi giúp đỡ đồng bào, những người có hoàn cảnh khó khăn. Chia sẻ về việc này, cô từng nói trong một chuyến thiện nguyện năm 2020, chuyến đi từ thiện này em dùng toàn bộ số tiền của mình để làm. Không phải tại em giàu quá không cần tiền hay gì mà do em dốt tính toán lắm. Nếu mọi người thương mà chuyển qua em nhiều em không biết tính sao hết, không có ghi rõ cụ thể ra được đến lúc lại phiền phức ạ. Đợt này sức nhỏ em làm việc nhỏ, nếu đợt sau mà có cần em sẽ kêu gọi và kiếm một người giỏi tính toán kiểm kê đi cùng cho chắc ăn nữa.